Vậy lóc cơ Mỹ lần đầu đến Việt Nam để kiểm chứng xem Việt Nam có an toàn không và gái kết. Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam Prosperity. Các bạn thân mến, trước khi đến một địa điểm du lịch nào đó, người ta thường tìm hiểu trước về mọi thứ ở nơi mình muốn tới, từ địa danh, văn hóa và đặc biệt là mức độ an toàn ở nơi đó. Chẳng thế mà câu hỏi đầu tiên du khách quốc tế hỏi mỗi khi có ý định đến Việt Nam đó là Việt Nam có an toàn không? Mới đây một vlogger người Mỹ đã tò mò muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi này nên đã quyết định book vé đến Việt Nam để tìm câu trả lời. Khu vực anh ấy lựa chọn là thành phố Hồ Chí Minh, một nơi đông đúc và phức tạp nhất Việt Nam để kiểm chứng. Và sau khi trải nghiệm cuộc sống ở Việt Nam, anh ấy đã có những chia sẻ rất thực tế về tình hình ở Việt Nam và nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng quốc tế. Vậy cụ thể anh ấy đã chia sẻ những gì và phản ứng của cộng đồng mạng quốc tế ra sao? Chúng ta hãy cùng theo dõi trong video ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, anh chàng mà mình muốn nhắc đến ở trên có tên là Solo, một vlogger người Mỹ thích làm các video về trải nghiệm du lịch và ẩm thực. Trong video của mình, anh ấy đã kể lại kinh nghiệm du lịch của mình ở Việt Nam và cho biết những điều đã xảy ra với bản thân khi đến thăm thành phố Hồ Chí Minh ở Việt Nam năm 2022. Cụ thể trong video, anh ấy đã chia sẻ rằng: "Tôi đã ở Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt trong một tháng. Tôi nghĩ Việt Nam có thể không an toàn cho du khách nên hãy lưu ý. Điều này cũng có thể xảy ra ở Hà Nội hay một số thành phố khác của Việt Nam. Nếu bạn là một người nước ngoài ở Việt Nam, nó cũng có thể nguy hiểm. Ở Việt Nam có rất nhiều người đi xe máy, đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh lại càng đông đúc hơn. Người dân ở đây có thể gây cho bạn một số vấn đề khó chịu về sự an toàn. Tôi sẽ cho bạn thấy một ví dụ mà tôi đã trải qua ở đây. Trong 10 ngày ở Việt Nam, tôi chỉ thích đi bộ vào ban đêm ở một nơi nhỏ trong khu vực trung tâm thành phố. Với thói quen hay đếm tiền của mình nên tôi đã lấy ví ra. Thật bất ngờ, không biết những người này đến từ đâu. Họ cố gắng lấy cái ví trong tay tôi, nhưng thật may mắn, tôi đã giữ lại được và bỏ vào túi của mình. Ngay sau đó tôi lập tức kiểm tra lại túi của mình và thấy mọi thứ còn nguyên. Sau lần này, tôi khuyên các bạn đừng nên ra ngoài vào ban đêm một mình, đặc biệt là đi đến mấy chỗ vắng người. Chưa hết đâu, trong lúc tôi lấy điện thoại để gọi Grab trên đường thì đâu đó có một người đàn ông lao tới tính giật điện thoại của tôi nhưng không được. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi trải qua các vụ cướp giật đều nhận được sự giúp đỡ của người dân Việt Nam. Tôi cũng nghe rất nhiều những câu chuyện lừa đảo của bạn bè mình đã kể lại khi đến Việt Nam như việc xe ôm công nghệ Việt Nam chém giá khách du lịch nước ngoài. Nhưng dù sao đi nữa thì tôi thấy sống ở Việt Nam vẫn an toàn và bình yên hơn một số quốc gia khác. Mấy vấn đề trộm cắp hay cướp giật lừa đảo thì tôi nghĩ ở bất cứ nước nào cũng có, chứ không riêng gì ở Việt Nam. Thế cho nên là nếu ở Việt Nam bạn muốn lấy bất cứ thứ gì trong ví của mình hoặc sử dụng điện thoại di động của bạn, đừng sử dụng nó ở trên đường phố. Ở đâu cũng có người tốt, người xấu, tôi nghĩ bạn cẩn thận vẫn hơn. Ngoài thành phố Hồ Chí Minh, tôi cũng đã đến Đà Nẵng. Tôi thấy nhịp sống ở đây bình yên hơn và người dân chỗ nào cũng thân thiện với tôi. Hãy ghi nhớ rằng tất cả những kinh nghiệm này với trộm cắp và những kẻ lừa đảo là kinh nghiệm cá nhân của riêng tôi khi đi du lịch ở đó. Hãy để ý xung quanh khi du lịch đến bất kỳ quốc gia nào, không chỉ Việt Nam. Tất cả những sự kiện này có thể xảy ra ở Việt Nam hoặc các nước khác. Hãy cho tôi biết bạn đang nghĩ gì về Việt Nam. Và đó chỉ là những thứ bạn cần chú ý, nhưng bù lại, người dân Việt Nam lại rất thân thiện và mến khách. Ngoài ra ở Việt Nam rất ổn định về chính trị, vì vậy với tôi, đây là một quốc gia đặc biệt an toàn. Đó là toàn bộ câu chuyện của Solo. Sau khi xem video này của anh chàng, rất nhiều khán giả của anh đã để lại những comment chia sẻ liên quan đến vấn đề này. Bây giờ chúng ta cùng đọc bình luận của netizen quốc tế nhé. Người tốt và người xấu ở khắp mọi nơi. Một số đồng nghiệp hoặc hàng xóm của bạn đôi khi còn tệ hơn, không có gì là hoàn hảo. Tuy nhiên ở Việt Nam, cũng giống như bất kỳ nơi nào khác ở trên thế giới, việc đeo trang sức đắt tiền hoặc đếm tiền ở nơi công cộng là điều không. Tương tự, hãy để mắt tới đồ dùng cá nhân của bạn, giống như điện thoại thông minh ở nơi công cộng. Tại Las ở Mỹ, nếu bạn không cẩn thận trông chừng hành lý của mình thì nó sẽ biến mất trong chớp mắt. Là một trong những nữ du khách đến đất nước này, tôi nhận thấy Việt Nam là một nơi bình yên và an toàn, nơi mọi người không tìm thấy những kẻ khủng bố, hoặc du khách nữ chắc chắn không gặp vấn đề mất an toàn cụ thể nào. Cảm ơn Solo đã chia sẻ kinh nghiệm thực tế của bạn. Những lời khuyên về an toàn khi đi du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh thực sự hữu ích. Việt Nam là một đất nước đẹp với nhiều điều thú vị để khám phá. Tôi sẽ cẩn thận hơn với tài sản của mình và mong chờ chuyến đi sắp tới. Thật may mắn khi bạn không bị mất thứ gì quan trọng. Những mẹo về an toàn của bạn sẽ rất hữu ích
cho bất cứ ai du lịch đến Việt Nam. Dù có một số rủi ro, tôi tin rằng Việt Nam là điểm đến đáng giá. Chỉ cần bạn chú ý một chút, mọi chuyện đều tuyệt vời. Tôi không nói rằng Việt Nam không an toàn, tôi cảm thấy an toàn ở phần còn lại của đất nước, ngoại trừ thành phố Hồ Chí Minh. Một người bạn của tôi bị nhiễm chloroformate, tức ma túy ở đó, và đồ đạc của anh ấy đã bị đánh cắp. Điều đó thật đáng tiếc. Lời khuyên tốt nhất của tôi là hãy không bao giờ đi bộ một mình hoặc theo nhóm nhỏ. Ngoài kinh nghiệm đó, người Việt Nam rất tốt bụng và hữu ích. Tội phạm nhỏ có ở khắp mọi nơi vì chúng ta đã tạo cơ hội cho họ thử vận may. Ngay cả ở Campuchia, trộm cắp xe máy cũng là một mối phiền toái. Khẩn cấp, mấy vụ trộm cắp vặt này có ở khắp mọi nơi đấy, anh bạn. Chúc bạn may mắn ở Paris, Rome, London mà không cần cảnh giác. Chỉ cần làm theo lễ thường và thực hiện một chút nghiên cứu trước khi đến thăm một địa điểm, bạn sẽ ổn thôi. Tôi rất thích video này. Cảm ơn bạn đã chia sẻ những trải nghiệm cá nhân của mình. Việt Nam có phong cảnh đẹp và con người thân thiện. Cẩn thận và cảnh giác là điều quan trọng ở mọi nơi khi bạn đi du lịch. Video rất hay, solo. Mình đã lo lắng về việc sử dụng điện thoại khi đi du lịch, nhưng nhờ bạn, mình đã biết phải làm gì để giữ an toàn. Việt Nam với văn hóa và ẩm thực độc đáo là điểm đến trong mơ của mình, và Hạ Long chính là điểm đến vào tháng 7 tới. Hẹn gặp các bạn ở đó. Tôi đã đến nhiều nước và tôi có thể nói rằng Trung Quốc mới là nơi an toàn nhất từ trước đến nay. Giá như tất cả các quốc gia đều an toàn như ở đất nước này của tôi thì tốt biết mấy. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ ở nhà an toàn với bố mẹ. Những gì bạn mô tả đều giống nhau trên toàn thế giới. Ở Mỹ thậm chí còn nguy hiểm hơn Việt Nam. Tin tôi đi. Một lời khuyên là đừng đếm tiền của bạn ở bất kỳ con phố nào trên thế giới. Hy vọng điều này sẽ giúp bạn. Solo, bạn đã cung cấp nhiều thông tin quý giá. Tôi sẽ cẩn thận hơn khi đi du lịch, đặc biệt là không ra ngoài một mình vào ban đêm. Dù có một số rủi ro, Việt Nam vẫn là một đất nước đáng để khám phá. Tôi vẫn đang rất nhớ món thịt chó mắm tôm và tôi đang muốn ngay lập tức đến đó. Hãy đến Malaysia, đất nước an toàn cho người nước ngoài, và bạn có thể ăn đồ halal vì đất nước Hồi giáo Malaysia. Đó là những bình luận của netizen quốc tế mà mình đọc được bên dưới video của Solo. Có thể thấy, đây là vấn đề được rất nhiều người nước ngoài quan tâm và tranh cãi. Có rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra, khen có, chê có. Nhưng nói gì thì nói, Việt Nam chúng ta luôn ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp của bạn bè quốc tế. Chính ở những comment thực chất đó mà chúng ta vỡ lẽ ra rất nhiều thứ đáng phải suy ngẫm các bạn ạ. Có thể thấy Solo đã trải qua một số tình huống không mong muốn như việc cố gắng giật ví và điện thoại. Những tình huống xấu này có thể xảy ra ở bất kỳ đâu trên thế giới, không riêng gì Việt Nam. Điều quan trọng là luôn giữ gìn tài sản của mình, đặc biệt ở những nơi công cộng đông người hoặc vào ban đêm. Solo khuyên rằng nếu phải sử dụng điện thoại hay lấy ví, nên làm điều đó ở nơi an toàn và tránh xa những khu vực có nguy cơ cao. Một điểm nổi bật trong video của Solo là mặc dù anh ấy đã gặp phải một số sự cố nhưng vẫn nhận được sự giúp đỡ từ người dân địa phương. Điều này cho thấy sự thân thiện và lòng hiếu khách của người Việt Nam. Đúng như Solo đã nói, ở đâu cũng có người tốt, người xấu. Và chỉ những người dân tốt bụng này đã giúp anh ấy cảm thấy an toàn hơn trong hành trình của mình. Ngoài ra Solo cũng đã trải nghiệm và thấy rõ sự khác biệt về mức độ an toàn giữa các thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố lớn và nhộn nhịp nên có những thách thức riêng về an toàn. Trong khi đó Đà Nẵng lại mang lại cảm giác bình yên hơn với nhịp sống chậm rãi và người dân thân thiện. Đây cũng là một điểm đến tuyệt vời cho những ai muốn tìm kiếm một kỳ nghỉ thư giãn và an toàn. Chúng ta cần nhớ rằng dù ở bất kỳ quốc gia nào, việc giữ gìn an toàn cá nhân là vô cùng quan trọng. Các biện pháp đơn giản như tránh ra ngoài một mình vào ban đêm, không khoe khoang tài sản quý giá và luôn giữ cẩn thận với những người lạ có thể giúp giảm thiểu rủi ro. Solo đã chia sẻ rất nhiều mẹo hữu ích, từ việc sử dụng các dịch vụ taxi đáng tin cậy đến việc luôn cảnh giác với môi trường xung quanh. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn nút like, chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc chia sẻ nào về kinh nghiệm du lịch an toàn ở Việt Nam, hãy để lại bình luận bên dưới. Rất mong chờ nhận được phản hồi từ các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các bạn có những chuyến du lịch an toàn và tràn đầy niềm vui.